Thưa quý vị khán giả, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua nhiều đảng viên trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã đi đầu trong phong trào vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chị Tô Lan Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là một điển hình trong phong trào. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện về chị Phương trong tiểu mục Làm theo gương Bác ngày hôm nay. Năng nổ, nhiệt tình vì công việc, vì chị em là những điều mà mọi người dành để nhắc về chị Tô Lan Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Nhiều năm tham gia công tác ở địa phương, trải qua nhiều vị trí khác nhau và hiện nay là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Phương luôn hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Riêng đối với phong trào hội phụ nữ, chị luôn là vị chủ tịch hết lòng vì chị em, là chỗ dựa cho nhiều hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trước những cái khó khăn của chị em thì bản thân luôn trăn trở và học hỏi kinh nghiệm của cô dì chị đi trước và tìm ra những cái phương pháp, cái mô hình mà gần gũi, hiệu quả, dễ làm. Từ những cái mô hình làm ăn kinh tế chị em tham gia và có hiệu quả thoát nghèo bền vững thì bản thân thấy rất là vui và đó là nguồn động lực để mình yêu cái công tác hội phụ nữ, để mình tham gia ngày càng và mình nhân rộng nhiều hơn, thu hút chị em vào hội. Mô hình hùn vốn này đã hoạt động được 10 năm. Hiện nay mô hình đã nhân rộng ra toàn xã với 27 tổ, trong đó có 4 tổ hùn vốn xoay vòng, 23 tổ hùn vốn mua thẻ bảo hiểm y tế. Riêng năm 2021, mô hình hùn vốn này đã giúp hỗ trợ cho 25 chị em với tổng số tiền 240 triệu 100 ngàn đồng, giúp mua 12 thẻ bảo hiểm y tế cho 12 chị em với số tiền 9 triệu 600 ngàn đồng. Được biết thành quả này, phần lớn cũng nhờ chị Tô Lan Phương là nhân tố chủ chốt, thúc đẩy cho các chị em ở các chi hội trong ấp thực hiện. Thì mình thấy cái mô hình này rất là thiết thực, là cái sự đoàn kết của thành viên của trong tổ là gắn kết với nhau. Là từ ngay chỗ đó hàng tháng mình cũng được hội họp để gặp mặt chị em để trao đổi những cái vấn đề cuộc sống. Nói về các mô hình kinh tế mới ở địa phương, nhiều chị em cũng khen ngợi, nể phục chị Lan Phương rất nhiều, bởi chị luôn sáng tạo, tìm tòi cái mới, nhạy bén tổ chức nhiều mô hình hiệu quả. Đơn cử như nuôi vịt bán online, biến vườn tạp thành vườn rau, biến rác thành tiền. Nhờ đó tăng thu nhập cho hội viên, cải tạo cuộc sống người dân, cũng như góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương, hiện còn 38 hộ. Đồng thời giúp xã nhà đạt được 16 trên 19 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Cái vấn đề mà học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đối với đồng chí Tô Lan Phương là một đồng chí là cán bộ trẻ, có năng lực. Đồng chí là luôn đi đầu trong cái các công tác và giúp đỡ là đồng chí, đồng đội của mình để là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Chỉ là những công việc nhỏ, những mô hình đơn giản, song cũng nhờ sự chăm chút, nhiệt thành, trách nhiệm của vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thạnh, Tô Lan Phương, mà hầu hết chị em, thành viên các cấp hội đều cảm thấy được sự quan tâm, dìu dắt với những định hướng đúng đắn. Riêng những hộ nghèo có thêm động lực để vượt khó, vươn lên thay đổi cuộc đời. Qua đây cũng góp phần tạo thành tích chung cho hội với 2 bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng đồng chí Tô Lan Phương được nhận danh hiệu phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.